Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Lãng Tử Thần Ưng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Lão dừng lời lại rồi nhìn Lãng Tử Tam Lang. Tiểu tử, năm xưa Lâm lão tà bị bại ở dưới tay của Thạch Trung Long. Lần này ngươi đến Thái Nguyên để thay lão rửa hận ư? Lãng Tử Tam Lang lắc đầu. Lão Lãng Tử đã không còn coi chuyện đó là quan trọng nữa rồi. Vậy ngươi đến Thái Nguyên để làm gì? Có phải vì Quyền Công Giải không? Cũng không phải luôn. Quyền Công Giải mới được nhắc đến đây thôi. Vậy ngươi vì cái gì? Lãng Tử Tam Lang im lặng một lúc rồi nói. Lão tiểu tử này, hiện thời ta chưa thể nói ra được. Sau này nhất định ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, ta không miễn cưỡng ngươi. Lãng Tử Tam Lang nói, thôi, trở về đi. Hai người rời khỏi mộ trường. Việc Thạch Trung Long biến mất một cách bí mật làm thiên hạ đệ nhất gia như chìm vào một bầu không khí khủng bố. Một lão nhân bại liệt an thân trong một nơi bố trí cơ quan trùng trùng đột ngột biến mất thật là ly kỳ. Nếu lão bị người bắt cóc thì kẻ bắt cóc ấy bản lãnh quả đáng sợ. Tin tức kinh khủng này chưa nói ra cho người ngoài biết, nhưng nó làm cho nhị phu nhân Ngọc Phụng, Thạch Gia Quy và Nguyệt Nữ ba người phải mất ăn mất ngủ. Thạch Trung Long hiệu xưng là Võ Lâm Thiên Tuế, người sáng lập ra thiên hạ đệ nhất gia, bỗng dưng mất tích. Một người bại liệt không cử động được, bỗng dưng mất tích. Nếu không phải bị người bắt đi thì còn cách giải thích nào hợp lý hơn? Nếu theo cái lý tuần hoàn của thiên đạo, thịnh cực tất suy, thì trường hợp của thiên hạ đệ nhất gia cũng quá ngắn ngủi. Thạch gia dương danh chưa qua 20 mùa nóng lạnh, giờ thì như cánh diều đứt dây, băng đi không gì kèm giữ được. Ai có đủ bản lĩnh làm việc động trời này? Kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Chu Tâm Nhân. Một lão xuất hiện trong bão không chỉ một lần. Tuy lão bày tỏ thiện ý, thậm chí tự nhận mình là chí hữu của Thạch Trung Long, nhưng nào ai biết, giang hồ gian trá, những việc tương tự như vậy làm sao kể hết. Chu Tâm Nhân có phải là Giang Thiên Xích không? Võ công của lão có thể liệt vào hạng cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ. Loại cao thủ như vậy không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhị phu nhân Ngọc Phụng, Thạch Gia Quy và Nguyệt Nữ im lặng nhìn nhau trong mật thất. Ở trong bảo những người thân tín đã thương lượng việc này chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Bỗng Thạch Gia Quy nói một câu không ai ngờ tới. Tìm không được người ít ra cũng phải tìm cho được tử thi chứ. Nhị phu nhân thảng thốt hỏi lại. Người nói phụ thân ngươi? Phải. Nhị phu nhân nhìn lên. Sao lại nói những lời như vậy chứ? Không nói vậy thì nói sao bây giờ? Nguyệt Nữ chen lời. Sao ngươi không nói tận lực tìm cách đưa người bình an trở về bảo? Thạch Gia Quy như mất cả lý trí. Đại tẩu, đệ đã tìm cách, tìm đến sắp phát điên mà có tìm được đâu. Cứ cho là thí mạng đi, thì ít ra không phải có một đối tượng để mà thí mạng chứ. Đằng này không có một tia sáng nào cả. Khả dĩ để lần ra manh mối thì phải làm sao đây? Nguyệt Nữ trầm tĩnh. Ta cho rằng đó là kiệt tác của Chu Tâm Nhân. Nhị phu nhân cũng gật đầu. Ta đồng ý với nhận định này. Thạch Gia Quy nghiến răng. Đành là vậy. Nhưng lão như là ma như quỷ vậy, ẩn hiện vô thường,
Trừ phi lão tự động tìm ta, bằng không, không biết đi đâu mà tìm lão bây giờ. Giờ như có gặp lão đi chăng nữa, thì trong ba người chúng ta đây, ai dám nhận là đối thủ của lão đâu. Nguyệt nữ thở dài, phải chi Gia Gia đừng có bị trúng phong hàn. Bỗng song mục của nàng lóe sáng, ta bỗng nghĩ ra một việc. Thạch Gia Quy nóng nảy hỏi nhanh, việc gì? Lão tiểu tử xuất hiện ở Thái Nguyên, không ai nhận ra lai lịch của lão, ngoại trừ một lần đến đây quấy rối, còn thì không thấy hành động gì. Mặt khác hầu hết, bọn đầu trâu mặt ngựa đến để hòng tranh đoạt quyền công giải đều bị Chu Tâm Nhân lần lượt đánh đuổi. Vì chỉ có một mình lão tiểu tử là ung dung tự tại, ta nghi ngờ lão tiểu tử là Giang Thiên Xích. Người duy nhất nhận ra lão là Dư Lão Tiên Sinh đã bị ngộ hại, chứng tỏ lão giết người diệt khẩu. Thạch Gia Quy hơi biến sắc. Lão tiểu tử không thể là Giang Thiên Xích. Tại sao? Chu Tâm Nhân tự xưng là đệ nhất hảo hữu của phụ thân. Lẽ ra lão phải biết mặt của Giang Thiên Xích. Hai người cũng đã gặp nhau, sao lão không nhận ra chứ? Nguyệt nữ nhìn Thạch Gia Quy nói, ta còn chưa nói hết. Lão tiểu tử với Chu Tâm Nhân là một. Khi hai người xuất hiện cùng lúc, sẽ có một người giả làm Chu Tâm Nhân. Nhị phu nhân cùng Thạch Gia Quy tròn mắt nhìn Nguyệt nữ. Lão tiểu tử hành sự quái dị, không bị đuổi đi khỏi Thái Nguyên Thành, cũng không thấy có hành động gì khác biệt. Còn Chu Tâm Nhân bịt mặt hành động, mục đích không phải là vì quyền công giải. Đối với Thạch Gia, chẳng những không có thù địch mà còn công khai bày tỏ thiện ý. Phải chăng vì Thạch Trung Long bị bại liệt, lão không thể dùng võ lực để rửa cái nhục thất bại ngày xưa, nên tìm cách để rửa hận? Nhị phu nhân không giấu được vẻ kích động. Có khả năng lắm. Đôi mắt của Thạch Gia Quy rực lửa, mẫu thân, hài nhi sẽ đối phó. Được. Nhị phu nhân Ngọc Phụng không ứng phó như thế nào, chỉ biểu hiện đồng tình thôi. Dường như giữa mẫu tử bà ta có một chút mật ước gì đó với nhau. Nguyệt nữ thở dài, nhị thúc ngươi định làm gì? Thạch Gia Quy nghiến răng nói, dùng đến thủ đoạn phi thường. Thạch nữ hỏi lại, thủ đoạn phi thường nghĩa là sao? Gia Quy cười lạnh, ta làm xong rồi đại tẩu sẽ thấy. Giọng cười của chàng nghe sao mà tàn ác lạ. Có tiếng thở dài u oán vọng lại. Cả ba giật mình biến sắc. Mật thất thiết kế cách âm dơi bên trên, tiếng động không thể lọt vào được, trừ phi dùng đến thiết bị truyền âm. Nhưng người biết dùng nó chỉ có hai ba người. Vậy tiếng thở dài ấy từ đâu mà ra? Tiếng thở dài cứ như không ngừng lặp đi lặp lại. Việc này là quái sự nhưng cũng đáng sợ. Ba người ngưng trọng nhìn nhau. Nhị phu nhân Ngọc Phụng rung giọng nói, Gia Quy mau đuổi theo. Thạch Gia Quy nghiến chặt răng, vô dụng. Đây đâu phải là lần đầu tiên. Giọng của nhị phu nhân vẫn chưa hết rung. Vậy những điều ta bàn không sao. Những điều ta bàn chưa đáng gọi là cơ mật. Đây rõ ràng là Chu Tâm Nhân đang bày trò hí lộng. Mặc kệ lão ta, ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành, đừng để loạn tâm trí. Nhà của Triệu Quả Phụ, lão tiểu tử dời Lãng Tử Tam Lan không còn tâm trí đâu mà ăn uống. Triệu Quả Phụ vẫn chưa thấy tâm hơi, sống chết cũng không biết. Lạ một điều là kẻ bắt người, sao lâu vậy mà không thấy hành động? Hắn bắt người với mục đích gì? Cửa xịt mở, một đứa bé thò đầu vào. Có người nhờ tiểu nhi đưa cái này cho lão Gia Gia. Hắn đưa cho lão tiểu tử tờ giấy cuốn tròn. Lão tiểu tử nhận lấy rồi hỏi, ai nhờ ngươi vậy? Thằng bé ngơ ngác, dạ không biết, một vị thúc thúc như là người ở trong thành vậy. Nói xong rồi thằng bé quay đầu bỏ chạy. Lãng Tử Tam Lan nhóm người lên hỏi, lão tiểu tử cái gì vậy? Lão tiểu tử đẩy cuốn giấy về phía Lãng Tử Tam Lan và nói, ngươi xem rồi biết. Lãng Tử Tam Lan cầm lên đọc, tự đạt lão tiểu tử,
Anh hai đêm nay bản nhân phó ước đấu với Giang Thiên Xích tại Ứng Gia Từ Đường. Hiện thời Thái Nguyên Thành chỉ có các hạ là người thứ ba có thân phận cao. Vậy bản nhân kính thỉnh các hạ đến để ấn chứng, mong đúng hẹn. Chu Tầm Nhân. Lãng tử Tam Lang phấn chấn nói: Giang Thiên Xích đấu với Chu Tầm Nhân, hay quá. Lão tiểu tử trợn mắt: hai cái con khỉ. Lãng tử Tam Lang tóe miệng cười: sao vậy? Người ta nói ngươi có thân phận cao, mời đến để làm trọng tài. Lão tiểu tử nhíu mày: đây là một cái bẫy, không bao giờ có chuyện đó. Lãng tử Tam Lang tròn mắt: hả? Tại sao? Lão tiểu tử nổi nóng: Giang Thiên Xích làm sao lại đi thách đấu với Chu Tâm Nhân được? Lãng tử Tam Lang cười lớn: ủa, lạ chưa? Ngươi không phải là Giang Thiên Xích thì thắc mắc chuyện đó làm cái gì? Ta đã muốn đấu với Giang Thiên Xích từ lâu rồi, để coi ai xứng đáng là đệ nhất nhân. Vậy đây là cơ hội ngàn vàng, ngươi không dám đi? Lão tiểu tử ngạc nhiên: ai nói ta không dám đi chứ? Lãng tử Tam Lang vỗ tay: vậy thì còn cái gì để bàn cãi nữa? Lão tiểu tử nghiêm giọng: tiểu tử nghe đây, người muốn đấu với Giang Thiên Xích ta sẽ sắp xếp, còn đêm nay người đấu chắc chắn không phải là Giang Thiên Xích. Lão mắt dịch đó bản tính như thế nào ta đầy rõ hết, không bao giờ hắn lại đi khiêu chiến với người, chắc chắn 100%. Lần này là cái bẫy đó, không chừng còn có liên quan đến việc Bích Đào bị mất tích nữa. Lãng tử Tam Lang vẫn không coi đó là quan trọng. Vậy thì càng hay chứ sao? Hay. Chúng không phải mời ta đi ăn tiệc, chúng muốn lấy cái mạng già này đó. Lãng tử Tam Lang nhăn mặt: lão tiểu tử, ta với ngươi đều là kẻ lớn mạng, không cần phải suy nghĩ. Nếu cho là chúng văng cái bẫy đi, ta với ngươi mà ứng phó không nổi, không sợ thiên hạ họ chê cười hay sao? Chừng đó bất kể là một hay hai người đều đáng giá cả, người nói có đúng không? Lão tiểu tử nhíu mày, hình như đối với việc này là khá là thận trọng. Lão nói: à, tiểu tử, người định hiện thân với thân phận nào? Đương nhiên phải là Lãng tử Tam Lang. Người đã lấy công phu truyền cho ta, tất nhiên cũng muốn nở mặt nở mày chứ. Hơn nữa ta còn hành động vì Triệu Đại Nương nữa. Lão tiểu tử gật đầu: tiểu tử người khá lắm, trời hãy còn sớm, người đi kiếm chút gì lót dạ đi, bằng không chờ đến tối canh hai không có sức đối phó với người ta. Lãng tử Tam Lang chạy đi ngay. Ở đằng sau Ứng Gia Từ Đường là khu mộ phần, cảnh sát lạnh lùng với ánh trăng non. Chính giữa một ngôi đài cao 3 tầng, tầng cao nhất thiết kế bằng phẳng như là một cái sân nhỏ. Ở giữa đài là một người đứng quay lưng ra ngoài, mình mặc hắc bào, dáng cao to uy mãnh, mái tóc xám bạc, búi thành một búi lớn, tay cầm ô đằng trượng lớn bằng miệng chung rượu. Lão nhân này là ai? Phải chăng là giang hồ đệ nhất nhân Giang Thiên Xích? Lão tiểu tử xuất hiện chậm rãi từng bước, rồi leo lên đài, đến gần hắc bào lão nhân rồi dừng lại. Hắc bào lão nhân lên tiếng: ai đến đó? Giọng gian trầm nghe như tiếng chuông. Lão tiểu tử đáp gọn: lão tiểu tử, ai hẹn ngươi đến? Lão tiểu tử ho khan một tiếng: Chu Tâm Nhân. Dừng một lát rồi lão lại nói tiếp: ngươi hỏi xong chưa? Lão gia xưa nay hỏi người chứ không thích bị người hỏi. Ngươi là ai? Hắc bào lão nhân lạnh lùng, võ lâm chấp pháp. Lão tiểu tử gãi đầu: ai chà, phần hàm lớn quá ha. Ai kéo người tới đây? Hắc bào lão nhân vẫn không quay người lại, đáp gọn lõm: Chu Tâm Nhân. Lão tiểu tử chớp mắt: để làm gì? Chấp pháp. Lão tiểu tử cười khẩy: nói hài quá, chấp pháp ai vậy? Giang Thiên Xích. Lão tiểu tử hơi ngạc nhiên: ủa,
Giang Thiên Xích phạm pháp sao? Không sai. Võ có võ đạo. Phạm người võ lâm mà phạm luật thì phải bị chịu hình phạt. Lão tiểu tử cười ha hả nói. Ở trong giang hồ quái nhân quái sự không lúc nào thiếu. Khi không ở đâu lòi ra cái chức võ lâm chấp pháp. Nói cho người biết, Chu Tâm Nhân là lão bất tiếu. So với người, niên kỷ cũng tương đương. Người không thể lẫn lộn. Chu Tâm Nhân lão mà bất tiếu gọi là trung lão. Còn người kêu bằng lão bất đại, tức là lão mà vốn không phải trung, mà phải là chân lão. Phân biệt như vậy cho dễ nhớ ha. Hắc Bào lão nhân hừ lạnh, chớ có giả điên giả dại nữa. Lão tiểu tử ngươi chẳng qua là tiểu tử trong hạng trung lão mà thôi. Lão tiểu tử xua tay, sai rồi. Lão gia đây là chân lão tiểu tử, ấy là cái gọi người niên thiếu. Người già mà giữ được tâm tính trẻ con nên gọi là lão tiểu tử vậy. Lão nói thôi, có văn có kệ. Hắc Bào lão nhân hừ lạnh, nói bậy nói càng. Lão bất đại, người mới nói bậy nói càng đó. Ai phong cho ngươi làm võ lâm chấp pháp vậy? Võ lâm chi tù? Lão tiểu tử rụt cổ. Ôi chà, càng nói nghe càng hay. Ở đâu lại chui ra thêm võ lâm chí tôn nữa? Lão bất đại, võ lâm chí tôn ở đâu ra vậy? Chắc ở thổ địa phong cho chứ gì. Hắc Bào lão nhân quay lại nói, khỏi nhiều lời. Chu Tâm Nhân đã mời ngươi đến, chứng tỏ ngươi thân phận không nhỏ. Chờ Giang Thiên Xích tới, hạng chấp pháp sẽ phân xử. Ngươi có ý kiến gì? Lão tiểu tử gãi đầu, hắn phạm tội gì? Vô cớ giết chết Quyền Vũ môn trưởng môn nhân Dư Đại Trung. Lão tiểu tử trợn mắt, có chứng cớ gì không? Đương nhiên, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả. Lão tiểu tử hất hàm, nhân chứng đâu? Chờ hắn tới, nếu chịu cúi đầu nhận tội thì nhân chứng không cần lộ diện, bằng không nhân chứng sẽ xuất hiện. Lão tiểu tử rờ rờ gáy và nói, nếu hắn không đến thì sao? Võ lâm chí tôn sẽ hạ chí tôn lệnh truy sát. Lão tiểu tử lắc đầu. Theo ta thấy Giang Thiên Xích không tới đâu. Tại sao vậy? Giang Thiên Xích là giang hồ đệ nhất nhân, năm xưa không ai bại dưới tay của võ lâm thiền tuế Thạch Trung Long. Mấy năm nay hắn đã luyện thành kỳ công quán thế, công lực đã vượt xa Thạch Trung Long. Không ngờ Thạch Trung Long bị trúng phong bại liệt, thành ra hắn vẫn là giang hồ đệ nhất nhân. Nhưng dừng lời lại một thoáng, lão hắn giọng rồi nói tiếp, nhưng hắn sắp trở thành giang hồ đệ nhị nhân rồi. Hắc Bào lão nhân ngạc nhiên. Bởi đồ đệ chân truyền Lãng Tử Tam Lang của ta tự tin công lực có thể trên hắn. Hắn cũng đã phát thệ, ngoài Lãng Tử Tam Lang ra, hắn sẽ không động thủ với bất kỳ ai. Hắn không muốn tạo thêm sát nghiệp. Hắc Bào lão nhân cười cuồng ngạo, tiếng cười như ma như quỷ, làm chấn động không gian. Lũ chim bị đánh thức tung bay loạn xạ. Lão tiểu tử hừ lạnh. Lão bất đại, ngươi cười cái gì? Đây là chuyện cười hay nhất mà bản chấp pháp từng được nghe đó. Giang hồ đệ nhất nhân do hắn tự phong. Đúng là luận điệu bại tướng dưới tài của Thạch Trung Long là đương nhiên. Nếu không muốn tạo sát nghiệp là mượn cớ để co đầu rút cổ mà thôi. Lão bất đại, ngươi làm sao biết hắn co đầu rút cổ chứ? Hắc Bào lão nhân cười khiêu khích. Vậy hắn đâu? Lão tiểu tử trề môi. Người có phát thiệp thỉnh hắn mà, có phải không? Bạn chấp đã nói Chu Tâm Nhân đã mời rồi. Vậy Chu Tâm Nhân đâu? Trốn trong khuê phòng chắc. Hắc Bào lão nhân trợn mắt. Người nói thay cho Giang Thiên Xích. Lão già đây nói theo công đạo, không nói theo ai hết. Hắc Bào lão nhân cười lạnh. Người nói đồ đệ của người công lực trên cả Giang Thiên Xích, vậy lão tiểu tử người chắc là thiên hạ vô địch rồi.
Lão tiểu tử lắc đầu. Ngươi có nghe câu thanh xuất ư lam chưa? Lão già không tự xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn đồ đệ của ta sẽ là thiên hạ đệ nhất. Ngươi không tin thì kệ ngươi. Bản chấp pháp không có thời gian nghe ngươi kể chuyện cười. Bỗng có một giọng nói the thé vang lên. Lão bất đại, ngươi không nghe không được đâu. Ngươi dùng quỷ kế dẫn dụ ta tới lão tiểu tử tới đây để chơi chắc. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng thì ta sẽ cho ngươi đầu thai ba kiếp cũng không quên được chuyện cười hôm nay. Lão tử Tam Lang khẩn khạng từ ở dưới mộ đài đi lên. Lão tiểu tử vỗ tay. Tiểu tử, ngươi đến đúng lúc lắm. Lão tử Tam Lang dừng lại ở một vị thế đặc biệt nói. Ta bấm giờ tới mà. Lão tiểu tử lên tiếng hỏi. Sao ngươi tới trễ vậy? Lão tử Tam Lang lắc đầu. Dọc đường gặp phải chồn cáo dướng chân cho nên đi chậm. Hai sư đồ một tung một hứng chuyện phím như chỗ không người. Lão tiểu tử nói. Giờ thì ngươi biểu diễn đi. Lão tử Tam Lang gật đầu. Ngươi lùi ra đi. Thứ hí kịch này ta diễn nhất định là sẽ xuất sắc đó. Lão tiểu tử lùi ra. Hắc bào lão nhân mắt trợn trừng trừng, râu cơ hồ như muốn dựng đứng. Lão giận đến cực điểm. Lão tử Tam Lang bước ra đối diện với hắc bào lão nhân. Lão bất đại, chơi hí kịch cũng có quy củ đó. Trước tiên song phương phải bộc lộ thân phận. Ta là truyền nhân của lão tiểu tử, tổ sư khai sáng thiên lý nhân đạo lưu. Còn ngươi? Hắc bào lão nhân giận đến phát rùng. Nhóc con, ngươi câm miệng. Chơi hí kịch không phải mở miệng là mắng người nha. Ngươi đâu có muốn ta gọi ngươi là đồ mất dạy, phải không? Kẻ thành danh phải biết giữ phong độ chứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lão tử Tam Lang cười khẩy. Sống chết gì không cần biết, nhưng phải nói cho rõ ràng, ngươi mượn danh Chu Tâm Nhân dụ ta tới đây để làm gì? Ai chỉ thị cho ngươi? Vừa nói vừa chống nạnh không coi đối phương ra gì. Hắc bào lão nhân nghiến chặt răng. Bay đâu? Đem chôn thằng tiểu tử này cho ta. Không thấy ai hiện thân. Lão tử Tam Lang nhe răng cười. Thất lễ, thất lễ. Đến tên thuộc hạ của ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, nằm thẳng cẳng rồi đi kìa. Không có tham gia vô trò này đâu. Ngươi đừng có gọi cho mất công. Hắc bào lão nhân xong một đổ hào quang, y bước lên tung trượng. Một luồng kinh phong cuồn cuộn sóng dậy. Định một trượng này sẽ đập nát lãng tử Tam Lang mới đã nư. Lãng tử Tam Lang nhẹ như là một con thỏ lách mình né tránh. Cây đàn trượng trên tay của lão như là một con linh xà uốn cong rồi đâm ngược lại. Quái sự phát sinh. Đàn trượng cuộn lại, biến theo một luồng kình phong như gió lốc. Theo thân hình của lãng tử thập tam, thứ hồi phong cổ quái này còn mãnh liệt hơn cả chưởng kình, nhưng lại được phát ra từ đầu trượng. Lãng tử Tam Lang kinh hãi kêu thầm, tấp thời sinh trí mượn lực xoay tích thân hình, giọt thẳng lên không trung, đảo một vòng rồi bay người hạ xuống. Hữu chưởng của hắc bào lão nhân tung ra như sấm sét. Thân hình của lãng tử thập tam lại tung lên như là một con thần ưng. Nương theo chiều gió, chàng rú lên một tiếng dài thi triển ưng dương thân pháp. Hai tay vươn ra, đảo hai vòng trên không rồi xẹt xuống, thế như xào xa. Điều đáng kinh ngạc là khi chàng đáp xuống đúng ngay chỗ cũ không sai một ly. Chân của lãng tử Tam Lang vừa chạm đất, đằng trượng lại công tới như vũ bão. Thân hình của chàng bỗng gặp lại thành một tư thế quái dị. Một tư thế mà một người bình thường nếu có đầy đủ xương thì cũng không thể nào làm được. Gần như đồng thời với động tác gặp người đó, hữu thủ của chàng từ một góc độ đặc biệt nhanh như chớp nắm lấy đầu trượng. Cục diện lập tức yên tĩnh lại. Song phương mỗi bên giữ một đầu trượng. Thân hình một lớn một nhỏ tạo thành sự đối lập nực cười. Lão tiểu tử đứng bên ngoài ngưng thần quan chiến. Đối với thần thủ của lãng tử Tam Lang,
lão rất tin tưởng. Nhưng tuổi tác song phương chênh lệch quá lớn, mà công lực nông sâu tùy theo tuổi tác, trận đầu giờ đã chuyển sang tỷ thí nội lực. Trận đầu không có cuồng phong, không có bóng chưởng, hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng so ra còn nguy hiểm gấp bội. Chỉ cần một bên nội lực yếu kém sẽ lập tức bị bại thảm hại. Nếu không mất mạng thì cũng thành một tên phế nhân. Trăng lên cao trên chết trên ngọn cổ thụ, không có nhân vật nào xuất hiện nữa. Thời gian cứ như vậy mà lặng lặng trôi. Thứ tỷ đấu bằng nội lực này chỉ có người trong cuộc mới biết được diễn tiến ra sao. Trước khi sự thắng bại được phân định thì người ở ngoài cuộc không nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào khác. Hắc bào lão nhân cảm thấy ớn lạnh, lão đánh giá đối phương quá thấp rồi. Bằng ấy tuổi đầu mà lại có một thân nội công như vậy, trong võ lâm sợ chẳng có mấy ai nữa. Lãng tử Tâm Lan thì càng lúc càng tự tin. Ban nhược thần công mà chàng học lớn được đã hoàn toàn dung hợp được với nội công vốn có của chàng. Giờ chỉ cần chàng gia tăng thêm một thành chân lực nữa, đối phương sẽ thọ hại ngay tức khắc. Nhưng chàng không muốn làm vậy, bởi vì cương địch còn chưa lộ diện. Hắc bào lão nhân này tự xưng là kẻ chấp pháp, chắc cũng là một đảng với tên đặc sứ nọ. Đêm nay chúng bày ra màn kịch này, mục đích là để trừ khử Lãng tử Tam Lan và lão tiểu tử, đồng thời cũng dẫn dụ Giang Thiên Sích lộ diện. Đáng tiếc chúng đánh giá đối phương quá thấp. Lão tiểu tử trong lòng không yên, nhưng không sao đoán được hậu quả. Nhưng dù sao đi nữa lão cũng đã thấy an ủi. Lãng tử Tam Lan có thể bình thủ đối kháng với Hắc Y lão nhân. Cây đằng trượng đột nhiên bị chấn động, từng đợt dài ngắn bất lộ. Đây là hiện tượng lạ ở trong tỷ đấu nội lực. Thông thường nội lực của song phương khi sáp lại gần nhau, chỉ cần một bên yếu thì nội lực bên kia sẽ như nước dở đê tuôn tràn không ngừng nghỉ, không ngăn cản được. Kẻ yếu tất sẽ bị trọng thương. Hắc bào lão nhân kinh nghiệm phong phú, thấy nội lực không thắng được đối phương nên dùng quỷ kế, công lực phát ra như những đợt sóng nhấp nhô làm cho Lãng tử Tam Lan bị mất thăng bằng. Lão tiểu tử đứng từ đầu đến giờ ngưng thần lực trận nên lão đã nhận ra tình hình. Lãng tử Tam Lan cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng. Chàng có hai cách để phản ứng, một là dùng toàn lực hạ thủ tranh thắng, hai là thu tay thoái lùi. Chàng phải quyết định ngay, không được chậm trễ. Trong tình hình cường địch thật sự chưa xuất hiện, chàng không muốn để lộ mình quá sớm, vậy là quyết định thoái lùi. Nhưng vấn đề nội lực muốn buông tay thoái lùi cũng không phải đơn giản. Hai bên song phương ghìm nhau, nếu chàng rút lui kình lực của đối phương có thể sẽ thừa cơ đánh tới, đó là đòn chí mạng chứ chẳng phải chơi. Lão tiểu tử thấy tình hình bất lợi, đang định tìm cách cứu vãn. Nhưng Lãng tử Tam Lan thì không để cho lão lo lẹ. Chàng cũng phát ra kình lực thành những đợt sóng áp chế kình lực của đối phương. Bóp! Một tiếng nổ giòn chấn động màn nhĩ phát ra. Lãng tử Tam Lan nhanh như chớp buông tay lùi ra. Thân hình của hắc bào lão nhân lao đao, lão phải thoái lùi một bước lớn mới trụ lại được thân hình. Lão tiểu tử giật thoát người một cái, chừng nhìn lại thấy Lãng tử Tam Lan thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc bào lão nhân trợn mắt, tiểu tử à, đánh giá thấp người rồi. Lãng tử Tam Lan cười khẩy, đánh giá thấp ta hay là người quá tự cao? Tiểu tử người đừng già hàm, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nữa. Lãng tử Tam Lan gật đầu, vậy thì lấy hết nghề ra mà dụng đi, hí kịch còn chưa kết thúc mà. Hắc bào lão nhân quát như sấm, tiếp chiêu. Cây đằng trượng trên tay của lão lại chớp lên vô số, hoàn toàn biến đổi chiêu thức. Ánh trượng như mưa sa bão táp, tạo thành một bức màn đen che lấp cả ánh trăng. Không khí bị kình phong làm cho chấn động.
Lãng tử Tham Lang cũng trở nên tỉnh táo và linh hoạt, thân hình chàng như là một con thoi luồn lách giữa lớp lớp bóng trượng. Một trường hí kịch xuất sắc khai diễn, hồn thiên địa ám cuồng phong. Lão tiểu tử ngẩn người, thần thủ của Lãng tử Tam Lang vượt xa sự tưởng tượng của lão. Có được một truyền nhân như vậy, dù chỉ là ký danh, lão cũng đã thấy ở trong lòng hả dạ. Trận đấu kịch liệt nhưng không thâm, bởi có cảnh máu đổ thịt rơi. Lãng tử Tam Lang thủ nhiều hơn công, nhưng tỏ ra rất thung dung, chàng có chiến thuật riêng. Đây là trận kịch chiến tiêu hao nhiều nội lực, ai duy trì được thực lực kẻ đó sẽ thắng. Lão tiểu tử hiểu được chiến thuật của chàng, lão khoái rơn, đồ đệ của lão so về trí lực công lực đều hơn hẳn con người khác. Công lực của hắc bào lão nhân qua kinh người, thế công như là ào ạt, lâu như vậy mà không thấy yếu đi. Nhưng lão đã bắt đầu lo sợ, lão đã gặp phải một đối thủ đáng sợ mà bình sinh chưa hề gặp qua. Một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuổi tác chưa bằng một phần ba của lão, đã có công lực đến giường ấy. Như thế nữa, sau lưng đối thủ còn có sư phụ, sư phụ chưa xuất mã mà tình hình không thấy lạc quan mấy. Huống hồ đợt đến lúc sư phụ ra tay, lão biết vậy nhưng không có cách nào rút lui được. Giả như cuộc giao đấu này là ấn chứng võ công chứ không phải là cuộc đấu chí mạng thì lão đã chịu thua rồi. Lão dùng binh khí trong khi đối phương thì hai tay không, hơn ai hết lão biết rõ điều đó. Bỗng ở bên dưới mộ đài xuất hiện năm bóng người, bốn tên đại hán vai hùng lưng gấu với một tên bịt mặt. Lãng tử Tam Lang nhận ra là tên đặc sứ dơi bốn tên đại hán bị chàng điểm quyệt khi nãy. Hơi phân tâm một chút, chàng bị hắc bào lão nhân bước lùi một bước. Lão tiểu tử đương nhiên cũng nhìn thấy có người tới, lão đã có chuẩn bị. Năm người tản ra, gã đặc sứ ở chính giữa từ từ tiến sát đến hiện trường. Năm người xuất hiện, không khí đấu trường cũng thay đổi. Trăng đã lặn, trời tối hơn. Bọn đặc sứ năm người đã lên tới trên đài, đứng thành hình bán nguyệt sau lưng của hắc bào lão nhân. Lão tiểu tử bất động nhìn diễn biến. Hắc bào lão nhân quát lớn, các người giải quyết lão tiểu tử trước. Lão ra lệnh như vậy, địa vị cao hơn tên đặc sứ. Lãng tử Tam Lang không lo lắng gì, chàng biết lão tiểu tử thừa sức ứng phó. Năm người chia ra hai phía, tiến ra bao vây lão tiểu tử. Bốn tên đại hán đồng loạt rút kiếm. Lão tiểu tử chớp mắt nhìn tên đặc sứ. Các người cũng muốn tham gia hí kịch. Gã đặc sứ lạnh lùng, không sai. Không thể để lão tiểu tử người đứng không được. Lão tiểu tử gật gù, nhưng bí trường này phải lấy mạng ra mà liều đó. Đương nhiên, lão tiểu tử gãi gãi đầu, các người muốn diễn ra sao? Rồi lão nhảy lên như vừa nghĩ ra một ý hay. Ta chơi trò lão ưng tróc tiểu bê nha. Chỉ tên đặc sứ rồi lão tiếp. Ngươi làm gà mái, chú ý, bảo vệ bốn con gà con. Còn lão gia, làm lão ưng được chưa? Tên đặc sứ lạnh lùng, ngươi sẽ biến thành một con ưng giả gãy cánh đó. Cứ chơi đi rồi sẽ biết, bắt đầu. Dứt lời, thân hình của lão bốc thẳng lên không trung đảo một vòng, xòe hai tay trên không, rồi đầu chúi xuống. Tư thế của lão giống hệt như là một con chim ưng khổng lồ. Đối tượng của lão là một đại hán đứng ở mé trái. Gã đại hán ngửa mặt hơi rùng người hoành kiếm phạt ngang. Ba tên còn lại cũng vội vàng quơ kiếm trợ công. Thân hình của lão tiểu tử khi còn cách mục tiêu hơn một trượng, đột ngột đảo người đâm xuống sau lưng một đại hán khác. Ba tên đại hán trợ công đang thế công tới trước, chừng phát hiện đối phương đổi mục tiêu thì đã muộn. Lão tiểu tử một tay nắm thắt lưng, còn một tay nắm cổ giơ lên cao ném mạnh vào thạch tọa. Gã đại hán rú lên một tiếng rồi bất động. Phía bên ngoài này, lãng tử Tam Lang với hắc bào lão nhân trận chiến vẫn kịch liệt như cũ. Tên đặc sứ đã nhắm đúng thế rơi của lão tiểu tử, tung người ngăn cản.
Nhưng lão tiểu tử như có cánh, trong những tình thế cực kỳ khó khăn, lão cứ ở trên không thay đổi vị trí. Lại một tiếng rú thảm, thêm một tên đại hán mất mạng. Lão là sư phụ của lãng tử Tam Lan, nếu xuất thủ võ công thì sẽ mất mặt. Hơn nữa sau khi trừ khử hết bốn tên đại hán, đối phó một mình tên đặc sứ, lão có thời gian lượt trận cho lãng tử Tam Lan. Với hai nguyên nhân đó, lão xuất thủ chẳng một chút lưu tình. Gã đặc sứ tung chưởng đón đầu, lão tiểu tử lại di hình quán dị, chuyển sang một vị trí an toàn. Chúi thúc vào lưng một tên đại hán, đồng thời phất ra một chưởng, hai tiếng kêu thảm vang lên. Tên bị thúc cùi chỏ văng về phía tên đặc sứ, coi như là đã cản được một phía tấn công. Tên còn lại văng ra xa hơn một trượng bất động. Cục diện trở thành một đối một. Phía bên kia lãng tử Tam Lan với hắc bào lão nhân vẫn quần nhau kịch liệt. Lãng tử Tam Lan kiên trì sách lược không để lộ thần công, thành ra cục diện giằng co chưa phân thắng phụ. Bên này lão tiểu tử với tên đặc sứ chính thức giao thủ. Tên đặc sứ công lực kinh nhân, mỗi chiêu mỗi thức đều là sát thủ chí mạng, thoát đi thoát lại chưởng hư thật khó lường. Lão tiểu tử không gấp cầu công, dùng chiến thuật ổn định, phân bớt tinh thần chú ý trận đấu của lãng tử Tam Lan. Hắc bào lão nhân khổ chiến đã lâu không thấy thắng thế, tức mình công nhanh mấy thế rồi nhảy ra khỏi vòng chiến. Lãng tử Tam Lan dừng tay hỏi: "Lão bất đại không đánh nữa hả?" "Đổi cách khác." Lãng tử Tam Lan tròn mắt: "Đổi cách gì?" "Dùng cách lấy đá chọi trứng, lão phu thay đổi chủ ý, không cần bắt sống." Lãng tử Tam Lan gật gù: "Lấy đá chọi trứng nghe hay đó, nhưng lãng tử Tam Lan này là trứng sắt, e chọi trứng trứng không bể, ngược lại coi chừng đá nát." Lãng tử Tam Lan không coi đối phương ra gì. Hắc bào lão nhân hừ lạnh một tiếng, thủ chống đằng trượng, hữu thủ giơ lên, u quyền nắm chặt. Đôi mắt của lão đột ngột bắn ra những tia hồng quang, tư thế quái dị, một quan quái dị. Lãng tử Tam Lan không khỏi lo thầm, đối phương đang dở thứ tà công gì. Bởi trăng đã lặn, không gian hơi tối, một lực của hắc bào lão nhân độc như là một con giả thú, trông rất ghê rợn. Lão tiểu tử kêu lên: "À, thì ra ngươi là quỷ lôi bao kim hoa. Tiểu tử cẩn thận coi chừng ngọn quyền của hắn." Lão tiểu tử hình như đã nhận ra lai lịch của đối phương. Cái danh hiệu quỷ lôi bao kim hoa, tuy lãng tử Tam Lan mới nghe lần đầu, nhưng hiệu xưng quỷ lôi lại nói muốn lấy đá chọi trứng. Thêm vào tiểu tử nhắc nhở coi chừng ngọn quyền, vậy ra vấn đề là ở chỗ ngọn quyền chĩa lên trời kia. Tên đặc sứ phát công càng gấp, muốn hạ lão tiểu tử để hợp công cùng với bao kim hoa. Nhưng thân thủ của lão tiểu tử quá cao, muốn hạ lão thật không dễ dàng. Ngọn quyền của bao kim hoa đột ngột đẩy ra, không có tiếng động, tựa như là hư chiêu. Nhưng lãng tử Tam Lan lập tức cảm thấy một luồng kinh lực như một ngọn núi chụp xuống đầu. Bùng! Một tiếng nổ như sấm rền rúng động màn nhĩ. Kinh khí tan ra tạo thành hàng loạt những tiếng ầm ầm. Kinh lực kinh nhân. Lão tiểu tử và gã đặc sứ bất giác phải dừng tay. Lãng tử Tam Lan thối lùi ba bước, định thần lại. Lòng mừng rỡ, nếu lúc nãy mà mới biết được đã đạt đến cảnh giới cao nhất là ý động công sinh, nội nguyên cố thủ đến mức không gì có thể làm suy xuyển được. Quỷ lôi bao kim hoa thối lùi hơn hai trượng, hai bên mép chảy dài xuống một luồng máu tươi. Hồng quang song mục đều đã biến mất, thay vào đó là những tia sợ hãi vô luôn. Lão bị một đạo kình lực vô cùng mạnh chấn lùi lại. Lão tiểu tử quên mất đại địch trước mắt, vỗ tay kêu lên: "Tiểu tử Giang Thiên Xích, quyết không thể là đối thủ của ngươi. Danh hiệu giang hồ đệ nhất nhân sẽ là của ngươi." Tên đặc sứ ngạc nhiên: "Ngươi không phải là Giang Thiên Xích ư?" Lão tiểu tử trợn mắt: "Tại sao lão gia phải là Giang Thiên Xích chứ?
Nói vậy đêm nay chỉ là sự hiểu lầm. Lão tiểu tử quát lớn, nói cho lũ chuột, thì ra các ngươi sắp đặt đêm nay để đối phó với Giang Thiên Sích. Giang Thiên Sích với các ngươi có thù oán gì? Lão tiểu tử lên giọng, được rồi. Bao Kim Hoa vốn là một sát thủ bí mật, từng làm tán đổm kinh hồn võ lâm thiên hạ, giờ lại bị bại với tay đồ đệ của lão tiểu tử. Thử hỏi lão không cao hứng sao được. Tên đặc sứ không trả lời, phóng mình biến mất trong bóng đêm. Quỷ lôi Bao Kim Hoa cũng âm thầm bỏ đi. Lãng tử Tam Lang tiến đến gần lão tiểu tử. Lão tiểu tử, quỷ lôi Bao Kim Hoa là thần thánh phương nào vậy? Là một nhân vật hắc đạo cùng thời với sư phụ Lâm lão tà của người đó. Lãng tử Tam Lang nhíu mày, tại sao ta chưa hề nghe nhắc tới? Có thể do sơ sót, lão quỷ này rút lui khỏi giang hồ rất sớm, mấy chục năm rồi, thời gian có thể làm thay đổi hình dạng con người. Nếu không phải lão giơ ngọn quyền lên, ta cũng không nhận ra là quỷ lôi công của lão có thể cách không đánh chết một con trâu đó. Tiểu tử, người cả gan đối đầu một chưởng với lão còn chấn lão thối lùi, đó là công phu gì vậy? Lãng tử Tam Lang nhăn mặt cười, cái đó kêu bằng lãng tử thần công. Lãng tử Tam Lang thuận miệng đặt đại một cái tên. Lão tiểu tử vỗ đùi, ha, chí diệu nha, lãng tử thần công. Lão biết rõ lãng tử Tam Lang nói bậy nói bạ một cái tên để tránh né câu trả lời, nhưng lão không truy vấn. Như chợt nhớ ra điều gì, lão lại hỏi, à, sao ngươi lại để cho lão quỷ bỏ đi vậy? Lãng tử Tam Lang nhíu mày, tình hình càng lúc càng phức tạp, chưa đến lúc chính thức đối đầu với bọn chúng. Dừng một lát, chàng trầm ngâm rồi nói tiếp. Bọn chúng đều là thuộc hạ của bang phái bí mật kia. Theo tình hình mà xét, mục đích của chúng là xưng bá thiên hạ, thay thế thiên hạ để nhất gia. Trong khi tình hình còn chưa sáng tỏ, nhắm mắt hành động là bất trí. Lão tiểu tử gật đầu, người nói cũng có lý. Nhớ năm xưa quỷ lôi đột ngột biến mất trên giang hồ, giờ nghĩ lại mới biết có liên quan đến Thạch Gia Bảo. Lão tiểu tử bỗng dừng lời nghĩ thầm, một nhân vật có chút danh phận, bất kể chính tà đột ngột tuyệt tích, tất là có nguyên nhân. Giờ lại tái xuất giang hồ, đương nhiên đối với sự quan hệ nhân quả với nhau. Lão tử Tam Lang không hiểu, tại sao lại có liên quan đến Thạch Gia Bảo. Lão tiểu tử gãi gãi đầu và nói, ê, chuyện này nói ra hơi dài dòng, phải kể từ đầu mới hiểu được. 40 năm trước đây, Thạch Trung Long khai sơ sáng nghiệp. Lúc đó tuổi hắn cũng cỡ như người, nhưng thật sự đứng vững trên giang hồ chưa đầy 20 năm nay. Để củng cố ba nghiệp, hắn đã kết cừu kết quán hầu hết với các nhân vật thành danh đương thời. Bang hội bí mật mà ngươi nói, chủ nhân của nó có thể là một trong những cừu gia ngày xưa đó. Bởi vậy vừa hành động là đã chọn ngay mục tiêu là Thạch Gia. Người kế vị Thạch Gia Khánh bị mưu sát, ngay cả Thạch Trung Long trúng phong tà cũng có vấn đề. Một người có võ công tu vi thượng thừa rất ít khi mắc bệnh, đừng nói là trúng phong. Bởi vậy ta mới nói năm ấy quỷ lôi đột ngột rút lui khỏi giang hồ có thể là kiệt tác của Thạch Trung Long đó. Dừng lời lại một lát, lão nhìn sang lãng tử Tam Lang và nói tiếp. Tiểu tử, sư phụ ngươi là Lâm lão tà, đã bị Thạch Trung Long bước lui khỏi giang hồ. Lần này ngươi xuất hiện ở Thái Nguyên, hắn cũng vì việc này. Lãng tử Tam Lang nghe răng cười gượng, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Lão tiểu tử chuyển sang chuyện khác. Tiểu tử, công lực của ngươi có thể đối đầu với Giang Thiên Sích được rồi. Lãng tử Tam Lang lắc đầu, việc này không gấp. Lão tiểu tử trợn mắt, sao lại không gấp? Ta không muốn vì hư danh mà làm thương hại đến vị võ lâm tiền bối. Lão tiểu tử kêu lên, ôi chà tiểu tử, ngươi học võ vì hành danh, có thể không từ thủ đoạn để được thành mục đích, thậm chí phải mất mạng cũng chẳng từ nan, ngươi lại có lòng nhân hậu như vậy, thật không ổn lão tiểu tử này bắt gặp được ngươi.
Rồi lão chép miệng: đáng tiếc ở đây không có rượu, bằng không câu nói của ngươi đáng được thưởng chén lớn đó. Nhưng ngươi an tâm, ta sẽ sắp xếp. Lão Tử Tâm Lan nhăn mặt cười, nhắc tới rượu đã thấy thèm, thôi về đi. Lão Tử Tâm Lan quay người. Mộ đài vốn thiết kế khá cao, đứng ở trên cao thấy xa, Lão Tử Tâm Lan nhìn thấy xa xa có hai bóng đen đối diện nhau. Lão Tử Tâm Lan thoáng giật mình. Ứng gia Từ Đường là một nơi ký thân của chàng, dưới thân phận là Lão Tử Thập Tam. Quay sang lão tiểu tử chàng nói: lão tiểu tử, phía bên kia có người, đi coi thử. Dứt lời chàng đã như một con dơi bay ra. Lão tiểu tử lắc đầu, tên tiểu tử này nhiều chuyện quá. Địa hình ở đây Lão Tử Tam Lan rất thông thuộc. Chàng lợi dụng địa hình địa thế rồi áp sát song phương. Hai người bịt mặt, một là Chu Tâm Nhân, một là tên đặc sứ. Lão Tử Tam Lan nín thở lắng nghe. Tên đặc sứ giọng lạnh lùng hỏi: các hạ muốn gì ở ta? Song mục của Chu Tâm Nhân như hai ngọn đèn chiếu thẳng vào đối phương. Muốn chứng thực một việc. Việc gì? Chu Tâm Nhân lạnh lùng nói: xin cáo lỗi, chuyện bị mất một trang. Mặt của gã đặc sứ đã bị Chu Tâm Nhân lột mất, hiện ra một bộ mặt rỗ chằng chịch. Bộ mặt này Lão Tử Tam Lan đã thấy qua một lần. Chu Tâm Nhân quát lên: ngươi là ai? Gã đặc sứ nghiến răng: ngươi chưa chịu báo rõ danh hiệu thì đừng có hòng hỏi ta câu đó. Giọng điệu vẫn cứng cỏi, không tỏ ra chút sợ hãi, chứng tỏ gã còn là có chỗ dựa khác. Đương nhiên phải có, bằng không hắn đã không dám làm như vậy, bởi rõ ràng công lực của Chu Tâm Nhân cao thâm hơn hắn. Chu Tâm Nhân hừ một tiếng bước lên, gã đặc sứ giơ song chưởng lên một thế thủ thông thường. Chu Tâm Nhân tiến lên một bước nữa, gã đặc sứ quay một vòng, hữu thủ lập tức tung ra. Tả thủ lập quyền biến thành một thế cực kỳ cổ quái. Lão Tử Tâm Lan ẩn thân ở một nơi, vừa khéo cùng với hai người tạo thành thế chân vạc, nên nhìn song phương rất rõ. Chàng phát hiện trong tả thủ của gã đặc sứ nắm chặt một vật gì đó, chàng lập tức chú ý. Chu Tâm Nhân đã đến vị trí có thể xuất thủ. Gã đặc sứ hét lên một tiếng, đơn chưởng đẩy ra một luồng tình phong như vũ bão ập về phía Chu Tâm Nhân. Hữu chưởng của Chu Tâm Nhân chém tới, luồng kình phong cuốn tới, bị cái chém tay của lão tách làm hai biến mất dạng. Tả chưởng của lão gần như đồng thời kích vào trung môn của đối phương. Lối vừa thủ vừa công tuyệt diệu, làm cho đối phương cơ hồ không còn đường tránh né. Nhưng gã đặc sứ dường như cố ý đương cự đối phương. Tả quyền của gã đột ngột bung ra, một vật đen xì bay ra, khoảng cách quá gần, hầu như vừa buông tay đã tới ngay tâm chưởng của Chu Tâm Nhân. Theo lệ thường, trong tình thế như vậy, người ta sẽ phán đoán tên đặc sứ sẽ trúng thương nghênh địch, ít ra thì cũng tung chiêu quá giải. Không ngờ được hắn lại dùng ám khí. Lão Tử Tâm Lan đã sớm chú ý tới tả quyền của gã đặc sứ, gần như là cùng lúc với tả quyền của hắn tung ra, chàng la lớn: mau tránh! Tiếp theo đó là một tiếng thét của Lãng Tử Tam Lan. Chu Tâm Nhân phản ứng cực kỳ thần tốc, thân hình nhích sang mé tả, lão đảo bộ thối lui. Còn tên đặc sứ thì biến mất ở trong đương trường. Mũ khăn che mặt của Chu Tâm Nhân xuất hiện mấy chỗ cháy xém, cùng máu tươi, áo bào của lão cũng rách tả tơi, biến thành một manh vải tơi khoác ở bên người, đồng thời hơn nữa nhuộm màu máu. Chu Tâm Nhân kêu lên: người Lãng Tử! Lão không biết kêu chàng bằng Thập Tam hay là Tam Lan, nên đành bỏ lửng câu nói. Lãng Tử Tam Lan đến gần: các hạ đã thọ thương. Không sao, chút ngoại thương không gì đáng kể. Giọng của lão trầm tĩnh. Lãng Tử Tam Lan thở dài: không ngờ tên súc sinh có phích lịch cầu, đây là độc môn thủ nghệ người biết dùng không nhiều. Các hạ có đoán được lai lịch của hắn không? Chu Tâm Nhân lắc đầu, nhất thời lão phu không nghĩ ra. Lãng Tử Tam Lan nhìn chằm chằm vào Chu Tâm Nhân thầm nghĩ: nếu lúc nãy phích lịch cầu nổ làm bay mất khăn che mặt, thì giờ đây có thể nhìn thấy chân diện mục của lão rồi.
Nghĩ tới đây chàng chợt nhớ đến một nghi vấn, liền hỏi ngay. Đây là lần thứ hai các hạ lột khăn che mặt của đối phương. Không sai. Lãng tử Tâm Lan nhìn sâu vào mắt của đối phương. Sau khi lột khăn che mặt của hắn, lần thứ nhất các hạ không chịu thố lộ những điều đã thấy. Còn nữa, biểu hiện vô cùng kích động. Hôm trước bên trong mộ trường, ta đã lột khăn che mặt của hắn, hiện ra là một tên mặt rỗ. Các hạ tỏ ra rất ngạc nhiên, phải chăng người phát hiện ra điều gì bất thường? Chu Tâm Nhân suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, người đã hỏi ta không lẽ không trả lời hai lần là hai người khác nhau? Lãng tử Tam Lan khích động. Người lần đầu là ai? Chu Tâm Nhân thở dài lắc đầu. Về điểm này thứ cho lão phu tạm thời bảo mật, bởi sự việc hệ trọng. Nhưng có thể nói rằng người thứ nhất làm như vậy để dẫn dụ người thứ hai hiện thân. Ồ, lão tử Tam Lan hoàn toàn bất ngờ. Đây là một việc chàng không thể nào ngờ tới. Dừng một lát chàng hỏi, có thể nói hiện thời người kia đã đạt được mục đích chưa? Đúng vậy, nhưng cũng có thể nói chưa đạt được mục đích, bởi vẫn chưa biết được lai lịch của đối phương. Lãng tử Tam Lan gật đầu. Tuy nhiên có thể nói biết được một nửa. Hắn là đặc sứ của ban hội bí mật, tên Võ Lâm Chấp Pháp Bao Kim Hoa, cũng đồng hội, chỉ không biết là kẻ đầu não là ai mà thôi. Chu Tâm Nhân im lặng một lát rồi hỏi, các người vẫn chưa tìm thấy Triệu Quá Phụ? Lãng tử Tam Lan thấy lòng trĩu nặng. Hiện chưa có tin tức gì. Chu Tâm Nhân trầm ngâm rồi nói,